Anh ơi, anh gì ơi, bỏ giúp tôi cái xe cái. Ơ kìa, Hoàng, Hoàng Bác Học phải không? Long siêu quậy đây. Ờ, Long 12A. Đúng rồi. Lâu lắm rồi không gặp bạn. Tình hình dạo này ông thế nào rồi? Tôi vẫn đang làm kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng. À, chà chà, xe của bạn đây à? Chắc làm ăn phát đạt lắm đây. Tôi đang làm ở công ty Tấn Phát. Mà này, bạn có tin tức gì về Bình không? Bình Bong, cô ấy đang ở đâu? Bình à? Nói chung là một người thất bại. Nghe nói vợ bị ung thư, bán cả nhà cả đất đi mà chữa trị cũng không qua khỏi. Giờ mấy bố con đang thuê trọ ở khu rách nát. Còn Bình thì đang bơm vá sửa chữa xe máy xe đạp ở khu gần trường tiểu học. Thôi được rồi, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tớ đi nhá. Nhớ lưu ý cho tôi chân cung cấp nguyên vật liệu xây dựng nhá. Rồi. Chị ơi, cho em cái bánh mì đầy đủ như mọi khi. Hoàng, Hoàng. Này, cầm lấy. Thôi, tớ không nhận đâu. Tớ nhận của cậu mãi rồi. Có một nửa cái bánh mì thôi mà, cầm lấy ăn đi. Mà mẹ cậu dạo này thế nào rồi? Mẹ tớ cũng đỡ rồi, nhưng mà vẫn chưa ngồi dậy được. Chắc tớ phải. Này, đừng có nói với tớ là cậu định nghỉ học đấy nhá. Mẹ cậu mà biết, mẹ cậu buồn lắm đấy. Cố gắng, có gì chiều tan học tớ sẽ vào viện cùng cậu chăm mẹ, rồi mẹ cậu sẽ khỏi thôi mà. Sếp Hoàng, sếp Hoàng, sếp sao thế? Dạ, kia là bạn học của em, anh hãy tiếp cận cậu ấy làm sao để cho cậu ấy về làm công ty của chúng ta làm. Nhưng mà anh nhớ không được nói là em đứng đằng sau, cậu ấy là một người rất tự trọng. Dạ, tôi hiểu, sếp cứ yên tâm. Chào anh Bình. À anh Hải. Hôm nay lại về lô xi và lô gạch mới. Anh nhớ kiểm tra kỹ số lượng và chất lượng giúp tôi. Anh cứ yên tâm. Nếu có gì về chất lượng phải báo tôi ngay. Tôi nhớ rồi. Mà con gái anh đã đỡ sốt chưa? Tôi mang cho cháu ít hoa quả. Cảm ơn anh. Tôi không biết đền đáp anh thế nào cho phải. Hôm tôi bị ngã ở trước cửa quán của anh, anh đã giúp đỡ tôi rồi còn gì. Với lại từ ngày của anh vào làm cái mảng kiểm định là tôi rất là yên tâm. Anh có tiền thưởng rồi đấy. Tôi đã lĩnh giúp anh rồi này. Cảm ơn anh một lần nữa. Anh làm việc đi. À, Hải. Công trình sắp xong rồi đấy. Ông xem gạch lát ông chuyển đến đi. Rồi, nhất trí. Ai? Bình. Có phải Bình đấy không? Long. Long đây. Lâu quá tôi không gặp. À, chắc chắn Hoàng đã sắp xếp cho cậu làm công việc ở đây đúng không? Thế mà cứ giấu tôi mãi. Hoàng học cùng lớp mình ấy. Tôi không biết. Cậu nói gì tôi chả hiểu gì cả. Thế là thế nào nhỉ? Mời vào. Hoàng. Thì ra là cậu giúp tớ thật. Sao cậu không nói với tớ một câu? Thì chúng mình là bạn bè mà. Có gì mà cậu phải công nhận. Cố gắng lên nhá. Cảm ơn cậu.